các bước để thực hiện hoàn chỉnh mạch. Bước 1. Chúng ta sẽ đặt chú thích cần thiết ở lớp bottom bằng test tool. Đầu tiên là tên của bao mạch. Các bạn chọn kích thước chữ cho phù hợp với kích thước của bo. Và lưu ý phải tích vào ô mirror cho chữ hiện ngược lại. Vì sau này khi ủi, chữ sẽ được hiện lại nguyên bản. Tiếp theo chúng ta sẽ làm các chú thích khác. Và chữ có thể được làm nhỏ hơn. Lưu ý phải tích vào ô mirror. Và đặt chữ ở vị trí thích hợp. Bước 2, chúng ta sẽ đặt các lỗ khoan lên bo mạch nhằm cứu định bo khi cần. Vào thư viện Furin và các bạn lấy lỗ khoan 4 ly là vừa. Để copy một bát Furin, chúng ta nhấn nút Insert và create chuột. Chúng ta sẽ đặt 4 lỗ khoan ở 4 góc của bo mạch. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ đường bao free track để bảo vệ cho phần mạch bên trong không bị hư khi tiến hành ủi. Các bạn chọn free track. Bề dày khoảng 20 là vừa. Các bạn chỉnh đường free track lại cho phù hợp nhằm tiết kiệm bo mạch. Và chỉnh lại các bát lỗ khoan. Tiếp theo, thực hiện cướp bộ bô cho bo mạch để tăng khả năng chống nhiễu và tản nhiệt. Ở ô clearance, các bạn chọn 30 là vừa. Các bạn nên đổ đồng chung với đường mask hoặc đường nguồn. Cuối cùng, chúng ta sẽ vẽ bo lai. Đường này nằm trong lớp Global Layer.
tất cả các bước đã được hoàn thành. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại các lớp sau khi vẽ. Để biết được kích thước của bo mạch, chúng ta vào System Setting. Chọn đơn vị đo là cm. Vào Tool Dimension New và kẻ đường giống. Đây là kích thước thật của bo mạch. Tất cả đã hoàn thành. Bây giờ các bạn có thể ủi bo mạch do mình thiết kế. Chúc các bạn thành công.